Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là nga lên tiếng cáo buộc hoa kỳ đạo đức giả trong việc mà cái tòa án quốc tế icc muốn tìm cách truy nã đối với lại ông netanyahu nga trong ngày thứ ba nói rằng Hoa Kỳ đã đóng vai trò đạo đức giả khi phản đối tòa án quốc tế ICC điều tra do Thái và ủng hộ cái uh, uh, lệnh truy nã của tòa án này đối với việc mà bắt giữ uh, và truy nã đối với ông uh, cả phía của ông Netanyahu là thủ tướng của Do Thái trong khi đó lại ủng hộ cho việc mà truy nã đối với lại ông Vladimir Putin ICC là tòa án hình sự quốc tế hiện nay có thể truy tố một số những cá nhân liên quan tới tội phạm về chiến tranh tội tội ác chống con người hoặc diệt chủng đã điều tra về cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ của Do Thái ngày 10 ngày 7 tháng 10 và trong đó dẫn tới cuộc chiến quân sự của Do Thái nhắm vào nhà Hamas ở giải Gaza trong vòng 7 tháng qua. Phát công viên Tòa Bạch Ốc là Karin John pierre lên tiếng và nói rằng Hoa Kỳ không ủng hộ cho cái quyết định này của tòa án ICC. Trong khi đó thì Nga nói rằng lệnh uh, truy nã đối với ông uh, Vladimir Putin là không có ý nghĩa gì bởi uh, khối Tây Phương và tìm cách gọi là hủy bỏ tất cả những cái... Uh, và trả đạp tất cả những cái uh, thể diện của Nga và bác bỏ các cái tội ác chiến tranh tại Ukraine và Ukraine nói rằng Nga đã có hành động vi phạm tội ác chiến tranh Nga nói rằng Tây phương đã bỏ mặt những tội ác của Ukraine một cái uh, truy tố mà phía Kiev đã bác bỏ và Washington gần như đã ủng hộ tuyệt đối cho cái việc mà ICC đưa ra lệnh truy nã đối với lãnh đạo của Nga đó là lời phát ngôn viên của bà uh, À, bà phát ngôn viên là Maria Zakharova đã đưa ra trong một cái uh, post ở trên Telegram. Tuy nhiên chính sách của chính trị của Hoa Kỳ đã không nhận cái tính chất cấu trúc của nó khi mà đụng tới cái uh, đồng minh của họ và cuối cùng thì họ đã phản đối việc mà bắt giữ hoặc là truy nã đối với là ông Netanyahu. Đây là một trong những lời chỉ trích của nga đối với lại phía của chính quyền Joe Biden. Cùng một lượt, tòa Bạch Ốc lên tiếng khẳng định là tòa án ICC không có tư cách pháp lý trong cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết thì tòa án hình sự quốc tế không có một cái cách tư cách pháp lý trong cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Phát ngôn viên tòa Bạch ốc đã đưa ra vào ngày là hôm qua 29 tới tháng 4 sau khi mà một giới chức cao cấp của Do Thái lo ngại là tòa án này sẽ đưa ra lệnh truy nã đối với một số viên chức của Do Thái và kể cả thủ tướng của Do Thái là Netanyahu trong cái việc mà họ nói rằng là việc mà họ phản ứng lại ở giải Gaza và tổ chức này đã điều tra truy tố một số những cá nhân à, và gồm nhiều quốc gia trong đó liên quan tới tội ác về à, tội ác chiến tranh tội diệt chủng hoặc là tội ác chống con người và họ nói rằng họ điều tra cả hai phía cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tây tháng 10 à, và kể cả lực lượng quân sự Do Thái phản ứng với lực lượng khủng bố tại giải Gaza và các viên chức của do Thái nói rằng họ e ngại sẽ có những cái lệnh truy nã nhắm vào ông Netanyahu và các viên chức cao cấp của chính quyền sau khi có phản ứng của phía của cho thái đối với lại à, hamas ở tại giải gaza trong khi đó thì lệnh à, truy nã với lại các à, lãnh đạo của hamas đồng thời cũng có thể được duyệt xét đây được xem là một trong những cái à, phản ứng từ phía hoa kỳ và nói rằng họ không chấp thuận cái à, quan điểm của tòa án icc về việc truy nã đối với ông netanyahu đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất của Viện Nghiên cứu Pro cho thấy rằng 78% nói rằng mạng xã hội sẽ ảnh hưởng quá nhiều lên tới cái vấn đề chính trị của quốc gia. Một cuộc nghiên cứu của Pearl Research Center cho thấy rằng là người dân Hoa Kỳ đa số cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa tin rằng các công ty mạng xã hội đã có ảnh hưởng quá nhiều trong cái vấn đề chính trị. Cuộc thăm dò này công bố vào ngày thứ hai, trong đó cho biết là 78% những người trưởng thành tại Hoa Kỳ tin rằng các công ty như là Facebook, Platform X đã có quá nhiều những ảnh hưởng trong các lĩnh vực chính trị, trong đó bao gồm 84% của đảng Cộng hòa, 74% của đảng Dân chủ theo tường trình của TechCrunch cho biết. Và cuộc thăm dò này à, cho thấy rằng sự ảnh hưởng này gia tăng 6% kể từ năm 2020. Và tuy nhiên, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã có sự khác biệt về cái tình trạng thiên vị mà họ tin rằng ở mạng xã hội các thành viên của đảng hòa nói rằng 71% các cái mạng xã hội đều thiên vị cho lực lượng cấp tạ cấp tiến trong khi đó 50% của đảng dân chủ cho rằng các công ty mạng xã hội đã quân bình được cái sự à, chính trị trong cái tầm quan quan điểm về chính trị và 15% nói rằng các công ty đã ủng hộ cho giới bảo thủ nhiều hơn là giới à, cấp tiến trong khi đó thì à, cái cơ quan đặc trách về à, Quỹ ban à, mậu dịch của liên bang và bộ Tư pháp đã bắt đầu ra à, à, tay với lại các công ty về kỹ thuật trong đó bao gồm cả Apple, Amazon và Meta đối diện với những cái đơn kiện liên quan đến vấn đề gọi là thuật tính toán của họ và theo tường trình của Paris Survey cho thấy thì 16% người dân Hoa Kỳ nghĩ rằng các công ty Big Tech cần phải có ít cái chính sách gọi là tiêu chuẩn cộng đồng so với năm 2021 và 9% nói rằng cần phải ít hơn và trong khi đó thì cuộc thăm dò này cũng cho thấy rằng người dân Hoa Kỳ dường như đã thấy rằng là cái mạng xã hội có tác đa động được xem là tiêu cực đối với quốc gia 64% nói rằng các mạng xã hội này có ảnh hưởng tiêu cực và 10% nói rằng họ thấy rằng có phản ứng về tích cực Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn của Đảng Cộng hòa tại Tennessee và Richard Blumenthal của Đảng Dân Chủ tại Connecticut đang làm việc chung để có một cái dự luật lưỡng đảng nhằm bảo vệ cho an toàn trẻ em trên mạng xã hội và giữ cho trẻ em được an toàn hơn. Trong khi đó, thì thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa tại South Carolina và Elizabeth Warren của đảng Dân Chủ cũng đang đề nghị một cái dự luật thành lập một cái ủy ban để mà kiểm soát tất cả các công ty mạng truyền thông xã hội, trong đó buộc họ phải chịu trách nhiệm về những tác hại liên quan tới an quốc gia và tác hại đối với trẻ em. Cuộc thăm dò này đã được thăm dò ở 10.133 người và trong đó mức sai biệt được nói rằng là 1.5%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và ngay sau khi những kẻ kích động đã chiếm một tòa nhà có tên là Hamilton Hall ở trường đại học Columbia University thì các lực lượng cảnh sát ở New York cho rằng họ đã sẵn sàng để trục xuất những kẻ này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa chính thức được sự chấp thuận của trường học. Lực lượng cảnh sát LYPD cho biết là các nhân viên của họ đã sẵn sàng để giải tán cái đám biểu tình bà Do Thái đang chiếm đóng ở một cái building ở trong trường đại học Columbia, mặc dù rằng trường học này vẫn chưa có yêu cầu phía cảnh sát can thiệp. À, từ 2 giờ chiều ngày thứ hai là cái thầy hẳn chót cho những cái uh, sinh viên đã cắm trại trong khuôn viên trường đại học là phải uh, giải tán và uh, dẹp bỏ tất cả những cái liệu của họ và một số những kẻ ở trong đó đã quyết định ở lại và họ đã chiếm một cái tòa building ở trong thành phố ở trong cái uh, trường đại học Colombia có tên gọi là Hamilton Hall và từ giữa đêm hôm qua thì họ đã bắt đầu chiếm đóng cái này và đã lập tất cả những cái hàng rào này và đây là cuộc đối đầu mới nhất diễn ra sau khi mà hiệu trưởng của trường này bà Minoche Safit đã kêu gọi phía của cái LYPD, tức là lực lượng cảnh sát của New York là phải giải tán tất cả những cái trại và dẫn tới việc bắt giữ trên 100 người. Tuy nhiên thì hiện nay, à, những kẻ được xem là kích động chủ nghĩa bà Do Thái đã xông vào một cái tòa nhà ở trong đó và đã chiếm giữ tòa nhà này, lập hàng rào để phòng thủ. Trong khi đó thì phía trường đại học vẫn chưa có ý định là yêu cầu cảnh sát can thiệp mặc dù lực lượng cảnh sát LYPD tuyên bố họ đã sẵn sàng làm chuyện này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay các nhà lập pháp của đảng hòa đã thúc giục chính quyền Joe Biden là chấm dứt không nên sử dụng trang mạng TikTok sau khi mà ông ta đã ký và yêu cầu cấm TikTok nếu như mà công ty Biden không có thoát vốn ra khỏi công ty này ít nhất là có hai thành viên của đảng hòa ở tại Hạ viện đã áp lực ông Joe Biden là phải chấm dứt cái chiến dịch tranh cử của ông ta ở trên mạng TikTok được làm chủ bởi công ty Biden có quan hệ với nhà nước cộng sản Trung Quốc. Bất kể là luật đã được ký và có đe dọa tới an ninh quốc gia bởi TikTok, chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục sử dụng trang mạng TikTok và điều này là đã bỏ ngã mặt những cái lo ngại về chính quyền của ông ta đã gia tăng. Đó là lời phát biểu của dân biểu Troy Neal ở tiểu bang Texas đã đưa ra trong một thông cáo báo chí. Nell, uh, Nell và thượng nghị sĩ John Nell của đảng cộng hòa tại Iowa đã gửi lá thư cho à, quỹ ban tranh cử của ông Joe Biden và yêu cầu họ chấm dứt việc mà tiếp tục vận động tranh cử trên trang TikTok khi mà tiếp tục sử dụng trang TikTok ông Joe Biden đã đẩy cái chính sách là ăn lên trên cả cái sự an toàn của người dân Hoa Kỳ tôi rất hân hạnh đã tham gia cùng thượng nghị sĩ uh, uh, Johnny Earth để kêu gọi cho, uh, ông Joe Biden là phải ngưng lại sử dụng cái trang TikTok trong chiến dịch tranh cử của ông ta cho tới khi nào đảng cộng sản Trung Quốc chuyển tất cả những cái uh, À, cái cổ phiếu của họ và cổ phần của họ trong công ty này ra khỏi ra Trung Quốc và chuyển lại cho người dân của Hoa Kỳ. Chính uh, ông Joe Biden trong ngày thứ tư đã ký chính thức và uh, trong đó là cho phép công ty Biden 6 tháng để mà thoát vốn của họ ra công ty TikTok nếu như không thì trang mạng này sẽ bị áp dụng và sẽ bị ngăn cấm trên toàn cõi Hoa Kỳ sau ngày 19 tây tháng 1 năm 2025 và hiện nay thì cái chương mục tranh cử của ông Joe Biden trên trang TikTok có khoảng 312.000 follower kể từ khi mà nó được phát động từ hồi tháng 2 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu Ihan Omar lại phải đối diện với một cái bản khiển trách nghị quyết mới ở tại Hạ viện. Bản tin mới nhất cho biết thì dân biểu Ihan Omar của đảng Dân Chủ tại Minnesota một lần nữa lại phải đối diện với sự khiển trách của Hạ viện sau khi mà bà ta đã yêu cầu là một số những sinh viên của Do Thái tại trường đọc Columbia là những kẻ ủng hộ cho nạn diệt chủng. Bà Omar vốn có gốc gác là người Somali và bà ta là một trong những thành viên của nhóm The Squad ở tại Hạ Viện có cái tư tưởng cực tả ở trong đảng Dân Chủ đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ Năm khi mà có cái tình trạng cấm trại bởi những thành phần ủng hộ cho Palestine ở trong trường đại học và con gái của bà ta là Isra Hissi là một nhân vật một nhân vật cao cấp và đã đứng chung với những người biểu tình và đã bị bắt giữ từ hôm 18 tây tháng 4 sau khi mà có cái chủ nghĩa bài do thái diễn ra tại trường đại học này và hiện nay thì uh phía của hạ viện cho biết là tôi đã gặp rất nhiều những sinh viên do thái ở tại ở cái khu vực gọi là cắm trại tại đây và tôi nghĩ rằng à, đáng tiếc là những người này không bao quan tâm tới những cái sự thật mà tất cả những trẻ em do thái cần phải giữ được an toàn bà oma đã phát biểu với một đài truyền hình ở tại new york và chúng ta không thể à, à, loại trừ được cái chủ nghĩa bài do thái và tất cả những sinh viên do thái và cho, cho tới khi nào mà họ chấm dứt hành động ủng hộ cho uh, vì diệt chủng và chọn cái thái độ chống diệt chủng đây là lời phát biểu của bà ta ngay lập tức thì dân biểu Don bacon của đảng họa tại nebraska cho biết là ông đang làm việc để đưa ra một cái bản khiển trách đối với lại bà oihanoma về, về, về việc mà bà ta khuya chụp mũ cho những sinh viên gốc do thái là những người ủng hộ cho nạn diệt chủng đây được xem là một trong những cái uh, nghị quyết mới có thể được đệ trình lên sàn hạ viện để mà chỉ trích bà ihanoma đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nữ dân biểu Stephanie đã chính thức đệ đơn để mà khiếu nại đối với lại ông công tố viên đặc biệt Jack Smith và nói rằng ông ta đã xen vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. <laughs> nữ dân biểu Alice Stephanie, nhân vật số 3 của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, đã chính thức đệ một cái đơn khiếu nại đối với lại công tố viên đặc biệt Jack Smith trong ngày hôm nay 30 tháng 4, cáo buộc rằng ông này đã có hành động bất hợp pháp xen vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông Smith hiện nay là công tố viên đặc trách về cuộc điều tra của liên bang nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump, vốn là đồng minh của cựu tổng thống Trump và là chủ tịch của Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Bà Stephanie đã chính thức đệ đơn với lại cái văn phòng gọi là professional responsibility của Bộ Tư pháp, tức là cái văn phòng là trách nhiệm chuyên nghiệp của bộ tư pháp và trong đó cáo buộc rằng ông Smith đã cố tình tiếp uh, thúc đẩy cái phiên tòa của ông Trump nhanh hơn và điều này rõ ràng đang cố tình xen vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và rõ ràng không có một lý do nào mà ông Smith tìm cách xen vào cuộc bầu cử năm 2024 và chấm dứt tình trạng mà người ta sẽ tiếp cận với lại nhân vật đang được công chúng ủng hộ là Donald Trump bà Stephanie đã viết trong bản tách và mỗi một cái uh, hành động của ông ta <laughs> đều là những sự bất hại một cách bất hợp pháp nhắm vào cựu tổng thống Trump và rõ ràng ông ta đang tìm cách mọi bằng mọi giá để cản trở ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây bà lên tiếng tranh luận là các luật sư đã vi phạm trầm trọng vào cái quy tắc của bộ tư pháp trong đó cố tình thúc đẩy vụ án một cách nhanh chóng hơn để tìm cách buộc tội ông Trump trước khi có cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây và bà lên tiếng cho biết là đã có hàng loạt tất cả những cái khiếu nại từ các luật sư đại diện cho ông trump và trong đó cho thấy rằng là cái tính chất của ông smith ở tại tòa án rõ ràng là ông ta đang có động cơ chính trị xen vào cuộc bầu cử khi tìm đủ mọi cách để mà thực hiện cái tiến trình xét xử hoặc là truy tố ông trump một cách nhanh chóng hơn trước ngày 5 tây tháng 11. Đây được xem là một trong những cái đơn chính thức của bà Stephanie đã để với lại phía Bộ Tư pháp và yêu cầu Bộ Tư pháp phải giải quyết cái vấn đề của ông Chuck Smith khi ông ta có động cơ chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong. Thêm một lần nữa, cựu Tổng thống Trump có thể duyệt xét việc ân xá cho những người ông mô tả là những người yêu nước trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1. Cựu Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ ân xá cho tất cả những bị cáo trong biến cố ngày 6 tháng 1 khi mà ông thắng nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11 sắp tới đây, xuất hiện trong việc phản đối ông Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử và thảo luận với những người đã bị bắt giữ trong cái biến cố ngày 6 tháng 1 năm 2001 trong cái biến cố ở tại cái điện Capitol và trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tuần báo Time. Trên 800 người đã bị kết tội hoặc là đã bị kết án trong cái biến cố mà họ đã có hành động trong ngày hôm đó. Tôi gọi họ là "Gentic Patriots", tức là những người yêu nước của ngày 6 tây tháng 1. Ông Trump đã phát biểu như trên và ông nói rằng ông sẽ duyệt xét ân xá cho tất cả những bị cáo này. Yes, absolutely, tức là đương nhiên và ông khẳng định như vậy. Và cái cuộc bà biểu tình và bà bạo loạn ở trong cái tòa nhà Quốc hội đã dẫn tới tình trạng mà những người này đã bị kết án sau khi mà có kết quả bầu cử năm 2020 và trong cuộc nói chuyện với tuần báo Times được công bố vào ngày thứ ba, ông Trump vẫn không có bác bỏ cái khả năng về có những cái bạo động chính trị trong năm nay, nếu quý vị không thắng quy vị sẽ biết biết được nó lại thuộc vào cái vấn đề bầu cử và nó luôn lại thuộc vào tất cả những cái sự công bằng của cuộc bầu cử. À hiện nay thì gần như ông Trump đang đối diện với một số những cáo trạng hình sự và tôi nghĩ rằng kẻ thù của chúng ta ở bên ngoài, những quốc gia như Trung Quốc, Nga và một số quốc gia khác đang tìm cách khuấy động ở trong đất nước Hoa Kỳ và tìm cách gây hỗn loạn trong đất nước Hoa Kỳ. Đây là lời phát biểu của ông Trump đã trả lời với tuần báo Tham. Đồng thời ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ sử dụng quân sự và lực lượng quân đội để mà trục xuất những di dân bất hợp pháp trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tuần báo times cựu tổng thống trump cam kết sẽ sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia hoặc là những lực lượng quân sự khác của hoa kỳ trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp nếu ông thắng cử vào nhiệm kỳ thứ hai ở tòa bạch ốc trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ báo time magazine Ông nói rằng ông đang tranh đấu chống lại tình trạng cơn khủng hoảng di dân đã gia tăng một cách kỷ lục kể từ khi mà Joe Biden lên làm tổng thống và vị cựu tổng thống này cho biết ông sẽ xây dựng một cái trung tâm giam giữ những di dân bất hợp pháp và ông dự tính sẽ cho tái lập lại việc xây dựng bức tường biên giới dọc theo Mexico và trong đó chính sách này vẫn và thực hiện lại cái chính sách Remain in Mexico hay còn gọi là Title 42. Vị cựu tổng thống này cho biết là cái chính sách của ông sẽ buộc tất cả những kẻ nào muốn tìm tới Hoa Kỳ phải ở lại Mexico cho tới khi mà hồ sơ họ được duyệt xét. Đây được xem là một trong những lời khẳng định của ông. Và ông nói rằng cuộc trục xuất này có thể trên 11 triệu người được xem là di dân bất hợp pháp hay còn gọi là di dân không có giấy tờ. Và ông nói rằng đây sẽ là một điều mà ông sẽ làm và sẽ sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia cũng như lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Tôi sẽ làm điều này nếu họ không làm thì họ sẽ ra khỏi họ sẽ bị đẩy ra khỏi quân đội đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn của ông Trump trong cái việc mà ông nói rằng là ông cam kết sẽ đóng cửa biên giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một thành viên của đảng Dân Chủ và thị trưởng của một thành phố đã lên tiếng gọi là biện hộ cho việc mà tiếp đãi nhà ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc và ca ngợi Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết, phát ngôn viên của một thị trưởng đảng Dân Chủ đã lên tiếng bảo vệ và biện minh cho cái cuộc gặp gỡ đầy tranh cãi với giới ngoại giao của Trung Quốc, người đã lên tiếng ca ngợi đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ với lại thị trưởng thành phố Philadelphia là Parker, cùng với lại phó thị trưởng của thành phố Thiên Tân, là Liu Gaibing, đó là lời phát biểu của Hua Ping, được xem là một nhân vật à, lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc ở tại New York đã bỏ trên trang Platform Và cuộc tiếp đãi này cho thấy mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn tốt đẹp và chúng ta tiếp tục duy trì. Và trong vòng một năm qua thì Hoan Cơ đã bắt đầu có hệ mặt ở trong một số những trường đại học gặp gỡ với các viên chức bất kể là ông ta đang gây lo ngại về tình trạng mà ông ta đang gây ảnh hưởng trong các cái hệ thống của Hoa Kỳ bao gồm luôn cả một số chính quyền địa phương ông ta đã gặp gỡ với lại thị trưởng của thành phố Philadelphia là chris uh, là serel uh, parker uh, trước đó và gọi uh, đảng cộng sản là một cái đảng tuyệt vời và bác bỏ rằng trung quốc là mục tiêu đã có hành động bức hại đối với cộng đồng người hồi giáo duy ngôn nhĩ ở tại trung quốc đây được xem là một trong những bà thị trưởng đầy cực tả và được xem là có cái khuynh hướng gọi là pro cộng sản và bây giờ thì bà ta đã bị lên án gay gắt bởi một số những cư dân ở tại tiểu bang Pennsylvania trong đó bà ta là thị trưởng của thành phố Philadelphia và bà ta lên tiếng binh vực cho đảng cộng sản đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, các nhà lập pháp của tiệp khắc tức là Cộng hòa Czech lên tiếng cảnh cáo về tình trạng đang có những cái tour du lịch tới Trung Quốc về y tế để tìm cách thay đổi nội tạng. Bản tin mới nhất cho biết thì không nên bay tới nhà nước ở bến đất nước Cộng sản Trung Quốc để thay đổi nội tạng bởi vì những cái nội tạng này đã bị lấy ra từ những người sống. Đó là thông điệp của ít nhất là một trong những nhà lập pháp của Cộng hòa Czech và được xem là phó được xem là phó bộ trưởng đặc trách về y tế là Václav Platinic đã lên tiếng cho biết như trên sau khi mà đã ông phát hiện rằng thời gian gần đây có rất nhiều những uh người dân ở tại cộng hòa Trách đã tìm cách du lịch y tế tới Trung Quốc để tìm cách thay đổi nội tạng ở tại Trung Quốc và ông lên tiếng cáo buộc rằng nội tạng này đã lấy ra từ những người tù nhân và trong đó bao gồm luôn cả gia cái giáo phái pháp luân đại pháp hay còn gọi là pháp luân công đã bị bất hại và đã bị mổ lấy nội tạng để cung cấp cho cái uh, nguồn uh, cung cấp ở các bệnh viện tại Trung Quốc khi mà thay đổi nội tạng đây được xem là một trong những sự lo ngại và lên tiếng cáo buộc mạnh mẽ của uh, nước cộng hòa Czech tức là tiệp trong đó họ họ rất lo ngại về tình trạng mà đang có những cái khuyến khích những công dân của Âu Châu đặc biệt là tại Cộng hòa Czech khi mà họ gặp trở ngại trong vấn đề sức khỏe cần thay đổi nội tạng thay vì kiên nhẫn chờ đợi ở tại quốc gia sở tại của mình để có được cái nội tạng thay thế thì họ lại chủ động bay tới Trung Quốc để tìm cách thay đổi nội tạng một cách nhanh chóng hơn và điều này đã dẫn tới tình trạng mà Trung Quốc tăng cường rất nhiều trong việc mà sử dụng những cái nội tạng của những người còn sống, tức là những người đang bị giam giữ trong nhà tù để bán lại và giải phẫu thay đổi nội tạng cho những bệnh nhân từ nước ngoài, đặc biệt là từ Âu Châu tới Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Âu Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã bổ nhiệm hai giám đốc về ngành công nghiệp quân sự của Trung Quốc sau và một thời gian mà những lãnh đạo của cái cơ quan này đã biến mất khỏi công chúng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã loan báo là sẽ bổ nhiệm hai tân lãnh đạo của cái công nghiệp quân sự của Trung Quốc sau một thời gian mà những người tiền nhiệm của họ đã biến mất khỏi công chúng từ năm ngoái. Theo tường trình của một trong những cái cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đài truyền hình CCTV trong ngày 12 tây tháng 4, thì cái cơ quan đặc trách về không gian khoa học và vũ trụ của Trung Quốc, tức là China Aerospace and Science Industry Corporation gọi tắt là CASIC đã bắt đầu có phiên họp tại nhân viên của họ và trong đó à, họ đã bắt đầu được bổ nhiệm một cái à, người mới đứng là đại, đại diện sau khi mà cái lãnh đạo của cái à, tổ chức này đã biến mất khỏi à, cái à, công chúng của Trung Quốc trong vài tháng qua và bên cạnh đó thì còn một cái tổ chức khác có tên gọi là China Odeon Equipment Group Corporation được biết với cái cái, cái tên là kỹ nghệ à, công nghiệp của về à, phía nam Trung Quốc gọi tắt là CSGC là sẽ được bổ nhiệm trong cái vai trò giám đốc mới người này có tên là Zhan à, được xem là tổng quản lý điều hành của hai công ty quốc doanh này. Đây được xem là một trong những công ty đặc trách về công nghiệp của quân sự Trung Quốc và trong đó họ phụ trách rất nhiều những cái công xưởng khác nhau, bao gồm những công xưởng chế tạo tất cả các cái tàu chiến cũng như là các chiến đấu cơ và đây được xem là những cái vị trí khá quan trọng ở trong cái lĩnh vực quân sự của Trung Quốc và trong đó gần như là các lãnh đạo của những cái công ty này đã biến mất khỏi công chúng có thể đã bị bắt giữ hoặc bị truy tố hoặc là bị giam lỏng tại nhà cho các tội liên quan tới tham nhũng và lạm quyền đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng mà nước biển xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long đã ở mức gọi là báo động. Bản tin mới nhất từ Việt Nam cho biết thì tình trạng mà nước biển xâm nhập vào đồng bằng sông Cửu Long ở mức được xem là báo động và tình trạng này sẽ còn khốc nguyệt, khốc liệt hơn. Và bây giờ không những là ở khu vực phía nam của miền miền Nam mà khu vực miền Trung cũng đã có tình trạng gọi là nước biển đã xâm nhập một cách vô tội vạ. Đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất từ phía À, ở việt nam đưa ra trong đó thì à, nhiệt độ nóng cũng như là tình trạng bớt mưa và tình trạng gọi là à, khai thác vô tội vạ cũng như hút cát để bán dẫn tới tình trạng mà nước biển bây giờ đã tràn vào đồng bằng sông cửu long và không những ở đồng bằng sông cửu long một số tỉnh của miền trung cũng đã bị nước biển xâm nhập một cách khủng khiếp và điều này nó đang giết dần tất cả những cái phù sa cho ngành nông sản tại việt nam báo động này đã được đưa ra rất nhiều lần tuy nhiên vẫn bị bỏ mặt bởi chế độ cai trị và không có một giải pháp nào ngăn chặn tình trạng này mỗi năm và hiện nay một số những con sông ở miền nam đã cạn kiệt gần như là bị khô nước do tình trạng khai thác của những quốc gia lân bang mà cộng sản Việt Nam đã bất lực không cản trở được và dẫn tới tình trạng phù sa của đồng bằng sông Cửu Long và một số những cái khu vực nông sản ở tại miền Trung đang bị đe dọa bởi tình trạng nước biển xâm nhập đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay sau khi có những cái uh, tin tức được lan truyền trên mạng xã hội về cái biến động xảy ra tại Đà Lạt. Công an Cộng sản Việt Nam đã lật đật đưa một cái tin cho tất cả báo chí của Cộng sản Việt Nam buộc họ đăng ra là không hề có biến động nào xảy ra tại Đà Lạt sau khi có một số tin được lan truyền trên mạng xã hội nói rằng Đà Lạt đã xảy ra bạo động, nổ súng và khiến cho nhiều khu vực đã trở nên lo là ngại về tình trạng băng đảng hoạt động ở tại Đà Lạt. Chuyện này không biết thật hư như thế nào, tuy nhiên một số những cái... <laughs> người sử dụng Facebook ở ở nước ngoài thì họ đã cho cho chia sẻ hoặc là upload lại một số hình ảnh trong đó cho thấy là tình trạng bạo động có nổ súng đã xảy ra tại Đà Lạt. Tuy nhiên thì ngay lập tức cái gọi là quỹ ban nhân dân của thành phố Đà Lạt cùng phối hợp với lực lượng công an đã lập tức yêu cầu báo chí là không nên đăng những cái tin này và họ cho là tin giả không đáng tin cậy. Đồng thời công an đã cho mời một số cá nhân chia sẻ lại cái tin tức này tại Việt Nam lên làm việc và cho rằng những người này đang lợi dụng mạng xã hội để tung tin giả tại Việt Nam. Tuy nhiên thì nhiều cái clip cho thấy những tình trạng bạo động băng đảng chém giết nhau ở tại Đà Lạt đã diễn ra chứ không phải không có. Tuy nhiên thì công an cho rằng những cái này không hề có xảy ra tại Đà Lạt và một trong những cái hình thức gọi là chấn an của công an dùng báo chí để mà lấp đi tất cả những cái tin tức được xem là bất ổn xã hội tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, một bài phỏng vấn khá ngắn của hãng thông tấn Reuters đánh dấu mà Cộng sản Việt Nam ăn mừng cái gọi là chiến thắng của ngày 30 tháng 4 năm 1975, cho phép nhiều người dân ở trong nước được nghỉ lễ cộng thêm cái ngày lễ lao động 1 tây tháng 5. Và cuộc nghỉ lễ kéo dài 5 ngày này đã dẫn tới tình trạng mà Hãng thông tấn Reuters đã cho phỏng vấn với một số người ở miền Nam Việt Nam. Bất ngờ câu trả lời của họ đã làm cho các phóng viên này ngỡ ngàng. Đó là việc mà họ nói rằng năm nay đánh dấu năm thứ 49 cái gọi là Việt Nam thống nhất. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về ngày này và cái ngày mà được xem là vui mừng của Việt Nam? Bất ngờ nhiều gia đình đã lên tiếng trả lời rằng họ không biết ngày này là cái ngày được, à, được gọi là ngày mừng của cái chế độ cai trị. Tuy nhiên, họ nói rằng có được ngày nghỉ lễ trong giai đoạn mà tình hình đang nóng bức ở tại khu vực Á Châu, đặc biệt là cái uh, hơi nóng ở tại Việt Nam đã tăng lên rất nhiều và cách hay nhất là đưa gia đình vào khách sạn trốn nắng và trốn nóng là cái mà họ nghĩ tới và họ nói rằng thay vì phải mở điện maximum ở nhà và có nguy cơ bị cúp điện ở nhà, do đó họ có xu thế là đưa gia đình của mình tới những cái khách sạn ở tại Sài Gòn và một số những địa điểm du lịch để cho gia đình được hưởng cái máy lạnh thay vì là phải ở nhà và có thể chịu những cái nóng bức ở trong nhà hoặc là cái sức nóng ở tại khu vực ở Á Châu Thái Bình Dương nói chung và ở Việt Nam nói riêng hiện nay thì cái làn sức nóng ở trong cái thời tiết đang lan qua các quốc gia tại Á Châu Thái Bình Dương đặc biệt là tại Việt Nam tình trạng mà thiếu nguồn điện có thể dẫn tới họ không thể bật máy lạnh được. Do đó, họ có xu thế đi tới những cái khu vực mà có được cung cấp đầy đủ nguồn điện để được hưởng máy lạnh là thay vì là họ phải chịu đựng ở nhà của họ và đây là cách mà họ cho rằng đi nghỉ lễ 30 tháng 4 theo cái lời tuyên truyền của cộng sản. Hầu hết họ trả lời là đi trốn nóng và trốn nắng trong các khách sạn có máy lạnh chứ họ không có khái niệm gì về cái ngày chiến thắng này. Đây là câu trả lời của một số cư dân đã được hãng thông tấn Reuters phỏng vấn ở trà và hãng thông vấn reuters đã đăng lại cái bài này trên trang web của họ là thomsonreuters.com quý vị có thể vào trong đây để xem cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán giả phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.